Các bạn thân mến, để giúp cho người dùng có thể dễ dàng lấy thực phẩm mỗi ngày á, thì những chiếc tủ lạnh đời mới của các hãng đã thay đổi thiết kế, đó chính là đưa ngăn đông xuống phía bên dưới và đem ngăn lạnh lên trên. Điều này giúp chúng ta có thể dễ dàng vừa đứng nè, vừa mở cửa tủ ra lấy thực phẩm, không cần phải cúi người xuống như trước nữa ạ. Và chiếc tủ lạnh bên cạnh của Trung Nghĩa đây cũng giống như vậy với thiết kế rất là tiện lợi, đó chính là chiếc tủ lạnh Panasonic, dung tích là 255 lít, mã sản phẩm là NRBV289QSV2. Bên ngoài thì với thiết kế rất là thuận tiện, bên trong thì còn được trang bị nhiều công nghệ rất là hiện đại. Và đó là gì? Hãy cùng theo dõi tiếp video này các bạn nha. Chiếc tủ lạnh này là một sản phẩm rất mới của Panasonic, vừa được ra mắt trong năm 2018. Tủ có thiết kế vuông vắn, gọn gàng, rất dễ dàng để đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Tủ được phủ màu xám bạc, nhìn rất là sang trọng, ở viền tay nắm cửa còn được mạ thêm màu chrome sáng bóng, nhìn càng thêm đẹp mắt. Tay nắm cửa cũng được thiết kế dạng âm ẩn bên trong nên giúp bề mặt tủ nhìn liền mạch và thẩm mỹ hơn. Với tổng dung tích 2 ngăn đó chính là 255 lít, chứa được rất là nhiều thực phẩm. Nếu như mà gia đình các bạn có khoảng từ 3 đến 5 thành viên thì chúng ta có thể thoải mái trữ thực phẩm cho cả một tuần luôn. Còn nếu gia đình bạn đông người hơn thì hãy chọn mẫu lớn hơn là 290 lít. Nếu như mà để ý thì các bạn sẽ thấy ở bên góc của sản phẩm tủ lạnh của chúng ta có tem chứng nhận tiết kiệm điện 5 sao do Bộ Công Thương cấp. Và theo thông số trên tem, tủ có công suất tiêu thụ là 361 kW điện mỗi năm. Vậy tính ra mỗi ngày thì dùng chưa đến 1 kW điện nữa. Wow, vậy là chiếc tủ lạnh này rất là tiết kiệm điện. Và có được điều này một phần nhờ vào công nghệ inverter được trang bị vào sản phẩm. Công nghệ này vừa giúp tủ tiết kiệm điện hơn rất nhiều, vừa giúp động cơ hoạt động bền bỉ, hạn chế tiếng ồn và vô cùng êm ái. Các bạn thân mến, khi mà vừa mở cửa tủ ra nhìn vào bên trong á, như lúc đầu Trung Nghĩa đã nói thì chiếc tủ lạnh này được thiết kế là ngăn lạnh phía bên trên, rất vừa tầm với chiều cao của chúng ta nên chúng ta có thể dễ dàng lấy thực phẩm ra ạ. Và nhìn vào ngăn lạnh thì chúng ta thấy là rất là rộng rãi bởi vì dung tích lên đến 170 lít. Bên trong có hai ngăn đựng được ngăn cách bởi một khay kính chịu lực rất chắc chắn. Khay này có thể chịu được đến 100kg nên các bạn cứ thoải mái đựng thực phẩm nha. Và ở phía dưới này đó chính là ngăn đựng rau quả, cũng có dung tích khá là rộng nên chúng ta có thể tha hồ đựng rau củ và trái cây vào đây. Ngăn này được thiết kế dạng hộp kính nên giúp giữ ẩm tốt hơn cho rau củ quả luôn tươi ngon. Và ngăn phía bên dưới này mới nhìn vô thì rất là giống ngăn chứa rau quả, nhưng mà không phải đâu các bạn nha. Đây là ngăn cấp đông mềm Brem Fresh Plus. Ngăn đông mềm này sẽ giúp bảo quản thực phẩm ở mức nhiệt độ âm 3 độ C, bảo quản thực phẩm luôn tươi mới trong suốt 7 ngày liền, tuy nhiên sẽ không gây ra hiện tượng đông đá. Vì vậy chúng ta có thể lưu trữ các loại thịt cá vào đây lấy ra chế biến ngay, không cần phải rã đông, vô cùng tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, ngăn lạnh còn có hai ngăn phụ bên cửa tủ và ngăn phía trên còn được chia làm hai ngăn nhỏ, ngăn đựng trứng phía bên phải và ngăn còn lại thì ở bên cạnh. Ngăn này được thiết kế có nắp đậy nên cũng giúp giữ lạnh tốt hơn và tránh bị ám mùi. Ngăn dưới là nơi có thể dùng để đựng các loại bia, nước ngọt, sữa, có thể để được những chai nước loại lớn vì nó có khoảng cách rất rộng. Trên ngăn lạnh còn được bố trí bảng điều khiển nhiệt độ ở đây. Chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ của các ngăn bởi vì những nút bấm rất là nhạy. Mở xuống ngăn đông thì chúng ta cũng thấy có một ngăn phụ ở bên cửa nên có thể tận dụng để các loại kem hay hộp thực phẩm nhỏ như hộp bơ vào đây. Bên trong ngăn đông cũng rất là rộng bởi vì dung tích lên đến 85 lít, cũng có 3 ngăn. Hai ngăn bên trên được ngăn cách bởi một khay kính. Điều đặc biệt là khay này có thể kéo đẩy rất linh hoạt. Nếu bạn muốn để các hộp đựng thực phẩm lớn thì hãy đẩy khay kính này vào, sẽ giúp mở rộng không gian lớn hơn để đặt vô rất dễ dàng. Không dùng nữa thì kéo ra để có được hai ngăn như cũ. Ngăn phía bên dưới này được thiết kế dạng hộp kính, giúp chúng ta có thể lưu trữ các loại thịt cá sống mà không sợ bị ám mùi. Ngăn đông thì còn có một hộp đá rời rất là tiện dụng mà, và khay đá thì có rất nhiều khuôn dễ thương như là hình trái tim nè, hình trái táo hay là hình trái xoài. Nếu như mà các bạn nào chúng ta muốn làm rau câu cũng có thể tận dụng khay đá này để làm được luôn. Một trong những nguyên nhân khiến cho chiếc tủ lạnh này bảo quản thực phẩm một cách hiệu quả đó là nhờ vào công nghệ làm lạnh rất hiện đại. Đầu tiên phải kể đến là công nghệ làm lạnh Panorama. Hơi lạnh sẽ được di chuyển đa chiều, len lỏi đến mọi ngóc ngách trong tủ, phủ hơi lạnh đều lên khắp bề mặt thực phẩm, nhờ vậy giúp bảo quản rau củ quả và thực phẩm tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, nếu như mà các bạn để ý thì chúng ta sẽ thấy là từng ngăn riêng lẻ trong tủ đều có một cái hệ thống cung cấp nhiệt độ riêng ạ.
Hệ thống này được gọi là Multi Control, nó cung cấp nhiệt độ riêng biệt cho các ngăn trong tủ lạnh, nhờ vậy mà giúp duy trì nhiệt độ của tủ ổn định và hiệu quả hơn, tránh tình trạng chênh lệch nhiệt độ ở các ngăn. Khi sử dụng tủ lạnh, chúng ta rất là sợ tủ lạnh có mùi hôi đúng không ạ? Nhất là mùi của thịt cá sống mà ám vào rau củ hay là thức ăn khác. Và hiểu được điều đó thì Panasonic đã trang bị công nghệ AZ Clean vào đây. Khi hoạt động, tủ sẽ phát ra hàng triệu phân tử bạc AZ cộng, giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại và khử đi các loại mùi hôi. Nhờ đó mà không gian tủ luôn sạch sẽ, giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn và góp phần bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Các bạn ơi, nãy giờ chúng ta mở cửa tủ khá lâu rồi, các bạn có nghe âm thanh gì không ạ? Đó là âm thanh nhắc chúng ta phải đóng cửa tủ lại ạ. Và chắc chắn các bạn sẽ lo lắng là nãy giờ thực phẩm trong tủ sẽ bị hư, bởi vì chúng ta mở cửa tủ khá lâu rồi và tủ sẽ không đủ nhiệt độ để làm lạnh. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm nha, bởi vì tủ của chúng ta được trang bị bộ cảm biến Eco Navi. Bộ cảm biến này sẽ tự động cảm biến tần suất đóng mở cửa. Nếu mở cửa quá nhiều lần gây thất thoát hơi lạnh thì sẽ tự động bù lại lượng nhiệt bị hao hụt. Ngoài ra, bộ cảm biến này còn cảm biến được nhiệt độ cả bên trong và bên ngoài của tủ nữa. Sau đó, tự động phân tích và điều chỉnh công suất duy trì ở mức phù hợp nhất. Ví dụ, nếu nhiệt độ bên ngoài quá lạnh thì nó sẽ giảm công suất máy nén, điều chỉnh lại nhiệt độ ở mức phù hợp. Điều này vừa giúp đảm bảo tủ lạnh luôn có nhiệt độ ổn định, bảo quản thực phẩm tốt, vừa rất tiết kiệm điện, giúp tiết kiệm lên đến 17% lượng điện tiêu thụ. Rất thông minh và hiện đại đúng không các bạn? Quả thật đây là chiếc tủ lạnh dành cho những gia đình ưa chuộng những thương hiệu của Nhật Bản, thích sự bền bỉ và những công nghệ tiên tiến. Tủ lạnh Panasonic Inverter 255L NRBV289QSV2. Thiết kế ngăn lạnh bên trên, ngăn đá bên dưới, vô cùng tiện dụng. Ngăn cốc đông mềm PremFresh Plus, bảo quản thực phẩm tươi ngon đến 7 ngày. Chế biến thực phẩm ngay, không cần rã đông. Công nghệ kháng khuẩn AZ Clean, loại bỏ mùi hôi và vi khuẩn gây hại cho thực phẩm. Luồng khí lạnh vòng cung Panorama, độc quyền của Panasonic. Hệ thống Multi Control, kiểm soát tối ưu nhiệt độ cho từng ngăn của tủ lạnh. Công nghệ Inverter kết hợp Eco Navi, siêu tiết kiệm điện. Hiện tại chiếc tủ lạnh này đang có mức giá là 9.490.000 đồng. Theo Trung Nghĩa thấy, với dung tích khá lớn và nhiều công nghệ hiện đại như vậy thì mức giá này khá là hợp lý. Và mua hàng tại Điện Máy Xanh thì các bạn còn được áp dụng chính sách trả góp rất là ưu đãi. Nếu như mà thích sản phẩm này thì hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào trang web điệnmayxanh.com để đặt hàng và được giao hàng tận nơi miễn phí. Và đừng quên bấm like video này và bấm theo dõi kênh YouTube của Điện Máy Xanh để tham khảo nhiều video hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.